bạn, thì hôm nay anh em Tì Phong đến chúc mừng em Đông Nghi khai trương thêm cái shop thứ tư nha bạn, ở Tân Bình. Thì shop là số 19 Đông Sơn, phường 7, quận Tân Bình, anh em ủng hộ. Em giới thiệu cái bộ smart cây của Motor Spa. Đây là cái dòng smart cây smart 5.5, có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái ứng dụng của điện thoại để mình điều khiển, không cần phải xài chìa khóa, chìa khóa mình bấm không cần phải xài ứng dụng. Thì trên đây nó có rất nhiều chức năng, giống như là chống chiếc cướp, chống giác lừa, đầy đủ ha. Và hiện trạng hiện nay á là những cái khóa bấm á, nó là chết bát rồi mấy anh ạ, nghe là nó chỉ cần ứng kế bên mình thôi, chiếc xe mình đó nó là chết bát. Còn ứng dụng điện thoại này là do mỗi cái là đó có hai server luôn, ví dụ như server này xong sẽ có một server khác thôi, và một giây đổi ba lần một mã thì nó sẽ không có chết bát được. Thì bắt đầu chính thức làm cái dòng này vì nó rất là công nghệ. Thì nói chung là cái chìa khóa mình có thể quên, chứ cái điện thoại là không bao giờ mình quên rồi. Nó là cái cần có liên thông của mình. Thật biệt rồi em, đang kể thật biệt rồi. Anh kể bên thì nó sẽ có cái ứng dụng để tắt chế độ này luôn ạ. Ví dụ anh có thể nhắm trong khoảng 10 phút hoặc là 4 tiếng anh có thể sạc pin được. Anh sẽ hẹn giờ đây. Tính tới trường hợp là mình đi một mình trong rừng lối gì đó, mà mình đi có một mình giống như em đi tour vậy đó, một mình mà nó điện thoại nó hết pin, thì ở đây đó gần hết pin, có nghĩa là dưới 20% nó sẽ rung cái xe luôn. Mình đang chạy xe điện thoại sẽ rung và cái xe mình sẽ rung luôn anh, thì sẽ báo với mình là còn 20% pin. Tại mình có thể dừng lại để mình tắt cái chế độ chống chậm, hoặc là mình tạm bảo khóa tạm thời, mình vẫn chạy xe được nhưng mà mình tắt cái chức năng này được, mình hẹn giờ luôn. Thì nó rất là hay cho ủng hộ. Và cái này á, thì có thể chia sẻ cho được rất là nhiều người sử dụng. Nghĩa là giống như anh Tuấn cũng lấy xem đây, mình có thể chia sẻ cho anh Tuấn, và mỗi lần chia sẻ em có thể đổi một cái bát khác nhau. Đó, nếu anh Tuấn trả xe em có thể tắt thì anh Tuấn không sử dụng được. Có nghĩa là mỗi xe gắn cái này sẽ có một máy chụp. Nếu mình quên bát thì bên công ty sẽ cấp lại bát cho chủ nhân của nó, và nó dính liền với số điện thoại. Mà cái bộ này là chỉ có 2 triệu thôi. Cái bộ Bitmart này là 2 triệu. Rồi đăng ký trước nha. Cái bộ Bitmart này là 2 triệu, giống như là giống như là cái Mazda anh Hải ngoài dùng này cái xe làm điện không, ông dùng này cái xe hơi anh, xe hơi được luôn anh, xe mô tô, xe hơi, xe số mình đồng giá 2 triệu. Bài chỉ có xe hơi thì lắp ráp thêm thì công thôi, có nghĩa là khi dùng cái này cho chìa khóa chìa được luôn nha em. Ví dụ như mình gắn này á, rồi cái remote chim của xe ô tô sao? Remote chim xe ô tô là tích hợp vô xài chung luôn, một là xài chung đó, hai là bỏ luôn. Đó là tùy ra nhu cầu của khách. Thì cái kể luôn anh, nếu mấy anh gắn thêm cụm xoay, cái bộ cụm xoay này tổng hết luôn là 4.3 triệu, bao gồm cái nút và cái súng mở liền rồi đó. Đó, 4.3 triệu. Còn riêng bộ này, những xe nào mà có smart key sẵn á, có cụm xoay sẵn của Honda rồi đó, gắn bộ này có 2 triệu. Ngày hôm nay nói chung là em sẽ tặng nhiều chương trình này. Chương trình diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 8. Đây, 15 tháng 8 là 1 tháng. Em phải đem xe lên đây. Dạ đúng rồi, có xe. Tụi em sẽ làm trong khoảng 2 tiếng là xong hết. Rồi, cảm ơn. Anh mới mua. Rất là hay. Đây nó có định vị vô chứ không? Dạ đúng rồi. Chị của điện thoại. Điện thoại. Thì chỉ cần là xe anh cắt ra trong vòng. Con biết tí á. Điện tỷ. Cảm ơn. Điện thoại. Thôi không chơi. Điện thoại. Là những người nắm cái tên. Cái người vợ ha. Giống anh cả. Nói lại cái vụ định vị anh cả. Vậy chỉ có công ty họ biết thôi. Người mà có vợ đừng có gắn định vị nguy hiểm. Cái này định vị công ty họ biết thôi. Người nhà không biết. Vợ không biết đúng không? Giờ em đúc YouTube là chị cả biết. Đến khi tình huống bị mất xe, bị cướp xe. Công ty biết. Thì báo về điện thoại người nhà mới biết. Báo về cái vị trí của mình, công ty, công ty. Bình thường là chỉ có công ty biết vị trí của mình thôi, người nào mới bảo mật cái đó không người cái đó. Đúng rồi, công ty bảo mật cho mình không? Đã làm tới cả. Bảo mật chắc chắn luôn.
Dạ xin là chết á. Ở đây là live từ nãy giờ luôn, anh em đừng có anh Tùng à. Tiếp theo là xe quay này. Nghe là anh sẽ giới thiệu về xe xăng cơ lên FP. Có nghĩa là xe quay mình là xăng cơ tại xe bình thường. Thì cái xe này em thành làm một cái điện của FP, hai qua lăng của FP đánh lửa luôn và sử dụng hơi su của Winner. Hơi su của Marisin này là dòng cho xe Winner. Đó, xài hơi xuống Winner luôn anh. Cái xe anh em là sử dụng cái máy này. Trời, công nghệ luôn á. Tất cả công nghệ của máy này. Đầu Umarison nói chung là đầu Umarison lòng Super Head. Tay chân, qua lăng, Uma luôn. Nói chung là chọn gói đồ Uma hết. Là giống như xe em là cái máy này luôn. Nhiều tiền, chưa nói là tiền. Em làm full phần máy á. Từ một cái xe chuyên em làm lên full phần máy, xô, hồng xăng, làm bô rồi chọn gói cho khách thì tầm khoảng 30 triệu. Bảo hành 1 năm nha. Riêng ở Sài Gòn này một mình Đông Nghi dám đứng ra bảo hành 1 năm cho xe độ. Từ 62, 65 và Raider 68. Quay rim T-Rex Jupiter 54 bảo hành 1 năm. Trong quá trình qua đi tour xe bể máy luôn em, mấy anh không đúng ngày nào hết. Em đứng ra bảo hành. Lý do đó nên là khách của em rất là nhiều. Sản xuất tại Đức, nhập vào Việt Nam bán toàn quốc. Sẽ có hình của em. Đó là dòng điện tịch á. Siêu hot là cái đó bữa em có ghi một câu là tự hào dân tộc. Việt Nam đầu tiên được lên sản phẩm Đức. Đặc biệt luôn đấy. Vô điện hóa hậu luôn á. Sản xuất tại Đức nhập 100% từ Đức về đây. Nghĩa là bao bì tất cả thì lên vào Đức. Có dòng 10 năm mua riêng cho một đồ. Ghi xe qua lần nữa nhìn xe cái hiệu. Chúc mừng em. Dạ. Nói chung là bữa ký hợp đồng mà hai anh em đều rưng rưng luôn á. Để một người Việt Nam mà. Lần đầu tiên rồi. Dạ, đang của Đức nè. Đó là nguyên con của Đức luôn. Mình đưa hình ảnh lên luôn. Em cảm thấy em bên Đức người ta đã chấp nhận rồi, em cảm thấy tự hào. Đó mình đã đặc biệt luôn anh.
Tới mấy anh đi vậy? Dạ là rồi 2, 3. Rồi, ok.